con tên gì? Con chào ai? Con là Đình Đình, con nhớ cô không? Con nhớ cô không kìa. Ai đấy? Ừ. Con tên gì? Con tên gì con? Con tên gì? Nhớ cô cáo luôn. Phải phối nhớ cô không? Dạ. Dạ. Con tên gì? Chào cô đi. Với cô con mới đi học về. Con cáo. Ồ, giỏi quá. Ồ, giỏi. Lên xe về nhà nào. Ủa, có gì ăn vậy? Con có gì ăn vậy? Cảm ơn con. Thôi con ăn đi. Ủa, cảm ơn con. Ngoan quá. Bánh ngon không? Bánh ngon không hai đứa? Sao? Đề nghị mẹ thỏ phiên dịch đi, cô cáo bó tay rồi. Mẹ nó cũng bó tay. Ủa, nón đẹp vậy. Nón của con màu gì? Cho con ăn bánh hả? Cảm ơn con nha. Cô ăn hết luôn hả? Hả? Cô ăn hết luôn được không? Hả? À, không hả? Vậy ăn xíu thôi ha. Ngon quá. Cảm ơn con nha. Nhom 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 nhom. Bye bye bạn kìa, bạn bye bye con kìa. Con tên gì? Phối. Con mấy tuổi rồi? Con của con gà con cá. Con của con gà hả? Con học lớp mấy? Thế hả? Hôm nay con đi học vui không? Vui, dạ vui. Dạ vui, giỏi. Con tên gì? Con tên hé con gà. Con tên gì? Con tên hé con gà. Ngọc Anh, ở nhà con tên gì? Đinh Thái Mạc Anh. Đinh Đinh Anh. Con tên gì? Phối. Phối ở nhà, đi học con tên gì? Tên cái con gà. Con gà hả? Ai tên Tuệ Anh? Tuệ Anh. Tuệ Anh là con. Con tên gì? Mộc Anh. Mộc Anh. Con mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi con gà? Con tuổi con gà hả? Ờ, con 2 tuổi. Con gà tuổi con gà. Đúng rồi. 2 tuổi. 3 3 3. Ai cho con bánh vậy? Cô hả? Cô cho bánh hả? Con đi học vui không? Nay đi học vui không? Có gì vui không? Cô giáo làm sao? Mắt mẫu. Hả? Cô mẫu. Hả? Hôm nay con đi học con học được gì? Hiểu tập trật. Ồ. Mẹ đâu rồi? Mẹ đi mua nước rồi. Con làm gì vậy? Sao con ngồi như vậy? Ngồi được không? Được. Dạ được. Cái gì ạ? Cái gì đâu? Xe. 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 Đúng rồi. Xe chạy. Xe chạy đúng rồi.
làm đâu rồi? Không biết. Cô không biết. Sao chạy đó hả? Sao chạy ngoài đường đó hả? Ta đi về nhà hả? Phải không? Ồ. Phối Phối thích ăn gì nhất? Cô cầm cái gì vậy cô? Cô cầm cái này là cái đồ chơi của cô. Cô ừ. Là cái máy á, máy này đi chụp hình á. Máy chụp hình hả? Ừ, máy chụp hình á. Đẹp không? Đẹp. Dạ đẹp. Đẹp. Máy chụp hình của cô màu gì? Màu đen. Ừ, giỏi. Con cầm cái gì đó? Con cầm cái bánh. Cái bánh hả? Bánh của con màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ đâu phải màu đỏ đâu. Màu gì? Màu vàng. Màu vàng. Màu đúng rồi. Màu vàng. Màu nâu. Màu nâu. Ờ, à, cũng không hẳn là màu nâu gọi là màu gì nhỉ? Màu vàng. Ok, màu vàng luôn. Màu vàng. Cô không biết nó màu gì. Cái nón thì màu vàng nè. Còn cái bánh nó không hẳn là màu vàng, nhưng mà nó cũng là màu vàng. Màu bánh. Cái bánh có màu của bánh. Ông biết màu bánh. Màu của cái bánh. Màu bánh, màu của cái bánh. Ồ, rồi mẹ mua nước rồi kìa. Đi thôi. Của con á hả? Nhà con ở trong đó đó hả? Ừ. Nói chuyện mình nói chậm nha không? Hồi ai là phải nói cô ơi, mẹ ơi. Cái gì vậy? Con có gì đây? Rồi nay em đi câu cá về đó má. Cho con chua. Nó con chua hả? Mà làm gì sao nữa? Cáo đau bụng với hai đứa quá. Ai đình đình đâu giơ tay lên. Đình. Phối Phối đâu giơ tay lên. Đình nè. Đình nè hả? Đình nè. Phối đâu? Dạo này người ta lớn rồi, người ta hay bắt bẻ lắm. Tại anh đâu? Tại anh đây. Tại anh, dạ tại anh đây. Dạ. Con cầm đi nè. Ồ, con ăn gì dính miệng nè. À. Đi học vui không, có bạn không? Con có bạn không? Con có bạn. Đi học con chơi với ai? Bạn tên gì? Chơi với bà. Với ai? Bạn gì? Bạn tên gì? Bạn Mập. Bạn Mập hả? Bạn tên Mập hả? Khổ quá. Bạn Mập. Rồi bạn nào nữa? Bạn đó. Rồi bạn nào nữa? Hết rồi hả? Có nhiêu đó bạn nữa hả? Con có chơi với một bạn mà bạn bạn tệ anh không? Có. Có bạn tệ anh là bạn nào đâu? Bạn tệ anh là con đó con.
Bạn Mộc Anh là bạn nào đó? Con có chơi với bạn Mộc Anh không? Mẹ nó phiên dịch giùm cái con nói gì? Ai địch vợ? Ai địch vợ hả? Không biết. Ai địch vợ? Ai à? Phối. Phối địch hả? Ừ. Chúa. Chúa. Chúa chúa. Không không mà không biết luôn. Đang không địch đâu. Không có địch đâu. Dình địch. Dình địch. Ừ, địch chúa. Địch địch chúa. Địch chúa. Chúa chúa.